Sau khi lắng nghe câu chuyện của cô Phấn thì có một vị doanh nhân rất là nổi tiếng mà chúng ta thường gọi cô một cách thân thiết, đó là cô Ba Huân đó ạ. Cô Ba Huân có đôi lời muốn chia sẻ trong sự kiện ngày hôm nay và con mời cô. Khi tôi đến đây tôi gặp lại cô Phấn, cái lớp học tình thương này tôi cũng có đến mấy lần và tôi rất là xúc động. Tôi với cô Bột Mì Hương Xưa, chúng tôi muốn đóng góp, mỗi một công ty đóng 20 triệu. Tôi xin thay mặt cho các em đang học tại lớp học chữ và cảm ơn hai chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một vị doanh nhân nữa. Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân Sắc Khoa. Trước đêm gala thì chắc là các em cũng đã gặp được giám khảo khách mời là anh. Thì anh có nói một cái câu với lại tất cả các em là khi tụi em làm MC thì tiên quyết là không bao giờ được rớt nước mắt. Vì anh nói là tụi em sẽ chứng kiến được rất nhiều câu chuyện rất là cảm động. Và nếu như mình là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp và mình khóc trước nhân vật mà mình đang dẫn thì cái đó là rất rất không nên. Nhưng thực ra ngày hôm nay cho phép anh lấy lại câu đó. Tại vì nãy ngồi dưới ghế này rớt nước mắt quá trời. Cái đó cũng là một cái sự khâm phục mà anh muốn dành cho cả Nhi và Thanh. Còn hôm nay thì cũng cảm ơn chương trình Gương Mặt Truyền Hình để dành cho con một cái câu chuyện rất là cảm động từ cô. Trước đây con rất rất hạn chế tới việc ung bú. Một trong những cái điểm yếu của con nhất là con rất là sợ cái cảm giác bị bất lực. Nhưng mà hôm nay thì cô đứng ở trên cái sân khấu này, cô kể những câu chuyện như vậy với một cái người trẻ như con. Con có thể nói cô là một anh hùng với con và con ơn cô cả. Thì cũng qua chương trình này thì con cũng muốn dành cho lớp học và tình thương một số tiền là 50 triệu. Cô cứ sử dụng cái số tiền này làm gì cũng được. Cô muốn giúp như thế nào cũng được. Và con sẽ cố gắng để làm sao đồng hành với cô. Và từ bây giờ con sẽ bước vào bệnh viện ung bướu cùng với cô. Cảm ơn doanh nhân Lê Đăng Khoa rất là nhiều. Ở đây mới nhận được một thông tin nữa là tập thể Passio là đại diện của nhà tài trợ chính thức của chương trình Gương Mặt Truyền Hình năm 2018 cũng có đôi lời muốn chia sẻ. Sẽ ủng hộ cho lớp học 100 triệu. Và một tin rất là vui ạ. Anh Quỳnh có chia sẻ là toàn bộ tập thể công ty Passio đại diện là anh Quỳnh sẽ ủng hộ cho lớp học của cô Phấn 100 triệu đồng nữa ạ.